mấy con cá của chú còn sống đúng không? Có biết phép lịch sự hay không? Vô phòng người khác mà sao không gõ cửa? Phòng chú đâu có đóng cửa đâu. Chú xin lỗi. Vậy thì chú trả công cho con 500 ngàn đi. Chú nhịn gì? Bồi thường tổn thất tinh thần của con như đó là rẻ đó. Tại sao lúc nào trên gương mặt của con cũng có chữ ham tiền vậy? Hả? Mai mốt mình muốn làm cái gì phải suy nghĩ và tìm hiểu. Biết chưa? Thì cũng tại... Tại cái gì? Tại con chứ tại cái gì? Nói vậy thôi, chú vẫn trả thù lao cho con. Chỉ có 50% tính vào tiền lương tăng ca cuối tháng. Tại sao có 50% vậy? Tại vì phạt. Bởi vì không tìm hiểu trước, làm chết cá. Kêu kìa. Dạ thưa mẹ, con đi làm. Con ngồi xuống đây đi, mẹ có chuyện muốn nói với con. Dạ. Dạ, chuyện gì vậy mẹ? Lúc nãy công ty thì sao rồi con? Dạ, lúc trước thì cũng không tốt lắm, nhưng bây giờ công ty ổn định rồi mẹ. Ừ. Mẹ nghĩ nếu công ty ổn định rồi thì con để Ngân ở nhà đi. Dạ, sao vậy mẹ? Tại Ngân tốt nghiệp là giỏi, có năng lực, là cánh tay đắc lực của Khôi đó mẹ. Để nó ở nhà, nó chăm sóc cho mẹ nó. Vợ con á cũng chưa được khỏe lắm. Vả lại lửa gần rơm lâu ngày cũng sẽ cháy. Dạ, ý của mẹ là... Ý của mẹ là thằng Khôi với con Ngân, hai đứa nó không cùng chung máu mủ huyết thống gì hết. Đi chung với nhau á, lâu ngày á, e sẽ sinh ra chuyện. Con nghĩ là mẹ lo xa quá. Khôi và Ngân á là những người có nhận thức, cho nên không có chuyện đó xảy ra đâu, mẹ đừng có lo. Nhưng mà mẹ thì không nghĩ như vậy. À, dạ mẹ ơi, con nhớ lúc trước mẹ nói là nhà mình vắng vẻ, muốn có thêm người, có thêm tiếng cười. Bây giờ tự nhiên có dâu có cháu rồi mẹ lại lo lắng là sao? Còn chuyện con cái, con tính sao? Dạ, con cái là của trời cho. Mình muốn mà hối thúc quá, nhiều khi ngược lại không tốt đó mẹ. Nhưng mà phải tính sớm, càng sớm càng tốt. Bởi vì vợ của con nó đã lớn tuổi rồi. Dạ, dạ con chợt nhớ là hôm nay công ty con có cuộc họp gấp. Con xin phép mẹ con đi nha. Ừ. Con chào mẹ. Dạ thưa mẹ con đi làm. Dạ thưa nội con đi làm. Ừ. Dạ.